đó là mình nghe vậy nè. Lên xe về với anh Long An nghe cô chú anh chị. Cỡ này muốn chạy về nè. Rồi hello, xin chào cô chú anh chị đã đến kênh chăn nuôi Bến Tre. Hôm nay em lên hang đực tầm 6 tháng bội lên cô chú anh chị. Giờ mời cô chú anh chị theo dõi nội dung hay giá cả ơn ý mua liên hệ cho em. Hang đực giá cũng cực mềm của chú anh chị. Đó. Này con nó sống lúc 2 trưa và 6 rưỡi tối ha. Giờ mời cô chú xem rõ nội dung hay giá cả ơn ý mua liên hệ ha. Đây hang bò hay mà kem bông với kem xám của chú anh chị. Hang chân cẳng nè, hang đực nha, hang đực đó, đầu con này hơi nhú sừng chứ không chị không, còn kia cũng hơi nhú sừng chứ ha, lưng nè, đít nè, dai nè, chiều cao hang này khoảng 1m13-14 của chú chị ha. Đít nè, thắt hang không, đít không, kem nè, ú nù hen chú anh chị, dài, thả đòn dài ha, quan kem bông nè, chân cẳng rồi, xương sóc to ha, chân đứng thẳng luôn ha chú anh chị, chân trao nè, chân trước ha, đó đít nè, đít, sai lưng ha, rồi. Còn kem bông nguyên, còn kem khối là vàng ha, vàng trắng. Rồi hang này anh chủ nhà em kêu giá là 38 triệu ha chú anh chị, 38 triệu giá chốt luôn, không còn thương lượng ha. Đó cô chú anh chị gần xa em muốn mua liên hệ cho em. Đó đít nè, đít hay gơi đít không, đực đít như vậy nè cô chú thấy không, cực kỳ ha. Qua đây anh kem nè, con kem bông với con kem bông này dạng như kem lai ba bê của chú anh chị, kem ba bê đỏ thấy không, nó lai ha, như mẹ ba bê của chú anh chị đẻ là nó kem nè, kem bông con lai ha. Đó con này thì cái kem được, cái ba bê được dai đít nè, dữ dằn ha. Đó đây hiện kem nè, kem pháp nè, đó đầu cực kỳ đóng đậu hay không, của chương trình thấy đậu hay không, gai nè, cái gai nổi rồi không, đó con này lông nha sắc lạc như nhừ nữa không. Rồi hàng này anh chủ nhà cũng bán giá là 38 triệu hàng, hàng đực hàng chú anh chị, hàng đực kem giá 38 triệu giá này cũng cực kỳ thương, hàng bò cỡ 6 tháng bò lên rồi của chú anh chị. Hai này mua về chỗ béo là cực kỳ ngon luôn ha, cái đất cũng vẫn đủ nữa nè, thấy không, thấy nè, cực kỳ của chúng ta thấy không, dữ dằn ha. Hai này uống nô uống nút nữa ha, không có đất đùi này dai nè của chúng ta thấy không, chân cẳng không có bú ép xe, không có xuống lún xuống được ha. Thì bò này cũng đã tiêm vaccine đầy đủ hết rồi của chúng chị ha, mình mua về nuôi thôi. Nhìn thấy không, được hang quay tầm xa cho cô như thấy rõ con bò nè, đó hình ảnh quay chân thật không có phóng to ha, trong hình sao ở ngoài vậy á, cái ghê hơn bò không, cái nụ ha, cặp nè 38 triệu giá cực kỳ mềm cho cô chú anh chị mua về nuôi luôn ha. Dài nè, dài hồng không, dài lưng đít ha, đây nè. Rồi hình ảnh này muốn gửi lại chiều cao, gửi lại giá cả, gửi đến rồi hơn chú anh chị. Rồi con chú anh chị muốn mua thì liên hệ em số điện thoại đồng hành, hoặc liên hệ chủ nhà hàng cho số chủ nhà liên hệ trực tiếp ha. Hai này thả đòn dài lắm chú anh chị nè, thấy không, đòn cực dài, đít nó có đầy đặn ha, đít dài nở nang chú anh chị, quay lại bông nè,
nó dài đúng không? Dài trời ơi trời hả luôn không? Nè đó hai con nhẹ dài đường có ngang hết nha, vuông bò chú anh chị. Hay là vỏ béo mua vỏ béo cực kỳ ngon, phát dữ lắm. Con này cái đùi này thịt này thấy không? Xuống tới đây luôn cho anh chị thấy không? Nha. Yeah. Nha. Yeah.